Đường Quang Trung ở Gò Vấp xưa khoảng năm 1915 đến năm 1930. Một nghi lễ trong một hội quán ở Chợ Lớn năm 1866. Trước chợ Bến Thành khoảng năm 1920. Một gia đình ở Sài Gòn, khung cảnh nhà tranh vườn tược cuối thế kỷ thứ 19. Bức ảnh chụp Gạch Thị Nghè khoảng năm 1860 với nhà tranh và con thuyền nhỏ. Cảnh chợ làng của Sài Gòn cuối thế kỷ thứ 19. Một đoạn đường Catinat, nay là đường Đồng Khởi, khoảng năm 1900. Nhà thờ Đức Bà khoảng năm 1900. Nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn khoảng năm 1900. Đường Quảng Đông ở Chợ Lớn, nay là đường Triệu Văn Phục, năm 1900. Một bến cảng ở Chợ Lớn khoảng năm 1900. Giàn Vũ Công tuần tàu trước hội quán Tuệ Thành ở Chợ Lớn khoảng năm 1900. Một buổi tiệc trà ngoài vườn khoảng năm 1900. Bữa cơm trưa năm 1900. Trạm xe điện ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Khu chợ cũ năm 1890, nay là gốc Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu. Một góc chợ cũ khoảng năm 1890. Hai người đang tắm ngựa trên kinh Tàu Hủ năm 1890. Tiệm thịt quay của người Hoa ở Chợ Lớn đầu thế kỷ thứ 20. Gian hàng của người Hoa ở Sài Gòn năm 1905. Một khu vực bán cá ở Chợ Lớn thập niên năm 1900. Người bán trà và những người đang uống trà ở Chợ Lớn thập niên năm 1900. Những người Hoa đang khuân vác thập niên năm 1900. Một cửa hàng bán đồ kim loại của người Hoa khoảng thập niên năm 1900. Gánh hàng thịt nướng của người Hoa khoảng năm 1900 đến năm 1919. Vận chuyển lúa gạo trên sông thập niên năm 1900. Phu kéo xe ở Sài Gòn không rõ là năm nào. Người phụ nữ bán bánh chú chiên năm 1931. Đánh bài tứ sắc trên thuyền trong giờ giải lao năm 1931. Chợ cũ khoảng cuối thế kỷ thứ 19.
rằm tháng 7 ở ngôi chùa của người Hoa tại Chợ Lớn năm 1906.